đường mẹ xin năm trầu nhuộm áo cho anh em. Một lá trầu xanh thắm tim em chẳng phai mờ. Hoa sâu rừng trắng sơn nhà em mà hương cao ngát ngát quanh thường trường. Anh thương em rồi nhưng em chẳng nói để hoa câu rừng trắng đêm chẳng buồn. Hoa câu rừng trắng sơn nhà em mà hương cao ngát ngát quanh thường trường lá vẫn xanh tươi.
Từ khi quen em sẽ trong tình yêu đi. Anh là một gã điên, là vợ trong thiên đường say sưa này giấc mơ. Đắm đuối và buồn gì trong trái tim anh mới chỉ có em mà thôi. Anh mơ được cùng em đi về bên cuối trời, ta bên nhau xây hạnh phúc tuyệt vời. Nhưng đâu giờ em ơi, giấc mơ đã hết rồi khi anh nhìn thấy em đi cùng với một người. Đêm nay em đi về, vừa chờ tay em tay trong tay với anh trên phố. Làm lòng anh ơi, đó em giấu nhau, em nào thấu. Thầm gọi tên em yêu, có sao em ơi, em lại ngoài mặt trên tình anh. Và chỉ như em đâu có nghe đâu có hay, em nào thấy một mình anh đứng đây dưới mưa. Lòng ta nắng, cuộc tình trong đơn côi, cuộc trong phai phôi thì chia vơi. Em yêu hơn, em yêu. Đêm nay cho em vui lắm không phải? Anh cho em anh trong tay những người đàn ông. Em mặc cái màu đỏ, vâng. Cái màu mà anh rất thích. Cái màu năm xưa em từng mặc khi bên anh. Nhưng bây giờ nó không còn đấy nữa. Em biết đấy, anh muốn nói với em đôi điều. Anh vẫn nhớ em, nhớ phút ân ái, làm tóc xóa môi hôn thật dài. Em như giờ hơi, như phút giây bên nhau còn đâu. Tháng tháng chiều mưa, thì mong sáng của mất tình xưa. Em như giờ hơi, sao nỡ quậy nương bước vội đi. Tình ta vẫn thiết tha bao tháng ngày, sao em nỡ bước đi theo người. Mong em mở cửa đi, tâm hồn này nát tan rã rời. Giờ em đã bước theo tình với người, vì em đã hết yêu anh rồi. Tôi là chủ hôn, xin được phép tất cả các ông, các bà, đặc biệt là ông bà tham gia và người gái. Thì hôm nay tôi xin đầu tiên xin giới thiệu bên họ nhà cái. Thì ông bên đó là ông họ nội tộc của tôi, ông Lan đây. Còn đây là họ người chú, bà đây là bà tham gia. Còn tất cả con cháu ngồi bên kia là con gái của tôi. Còn tôi là thân thân của thân. Thì xin phép quý ông quý bà và ông bà tham gia, thì tôi xin phép mấy lời như thế này. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, ngày mở màn khai trương cho hai con là thành cửa hạnh phúc rực rỡ. Đón chào hai con vào là toàn gia đình hạnh phúc 8 năm. Mà một ngày hôm nay cũng bằng 8 năm cùng người. Là 8 năm đồng người thì có một ngày hôm nay là thuộc cả cuộc đời của hai con. Thế thì nhân dịp này được thời nhất thì hai ông bà tham gia, ông Quý và bà Kiều và ông bà chúng tôi có thể hai con tìm hiểu tức là đúng với pháp luật là hôn nhân gia đình, gái chưa vợ, gái chưa chồng, đó là quy luật phát triển của loài người, đó là pháp luật của nhà nước đã quy định là luật hôn nhân gia đình, thì chúng ta cũng làm đúng với cái luật pháp của nhà nước. Phần thứ hai là hôm nay là ngày lành tháng tốt, là mở màn khai trương cho hai con tức là thành trang vào ngưỡng cửa tình yêu. Và hiện nay giờ phút này chính thức vợ chồng 8 năm cái tóc xe tơ, tay gối tay kề, đầu gối tay kề, và là vợ chồng là 8 năm hạnh phúc hướng tới đường tương lai tươi sáng. Phần thứ hai nữa là hôm nay họ chúng tôi vinh dự được nhập thất một đứa cháu dâu và tên là Quỳnh Hương, và chính thức vợ là Thanh Trần. Đối với nội tộc tôi là tộc trưởng Tổ Chi, còn ông đây là tộc trưởng chúng tôi.
vẫn cùng đây là cùng người ta của họ chúng tôi. Cho nên là xin báo cáo với hội nhà đại được cả hai gia đình. Thì tôi muốn nói một điều nữa là hai gia đình hai ông bà là thấy cao bóng cả là nơi điểm tựa vững chắc của hai con. Thì tôi xin nhắc một điều là làm sao là dấu hiền về tha hậu, hai vai gánh nặng, hai đầu và sống thể bên nhau được thâu như một. Và cũng mong rằng tôi xin phép làm phép một nói câu rằng là mong con là không mẹ không cha như ngược thải sơn về mẹ như được không vườn cải cha một lòng thơ mẹ tỉnh cá cho toàn thì hiểu là bà con rồi trong khách của người du thường kêu phải nói rằng là trăm năm trong bọn người ta thường kêu thì hiểu vẫn là với nhau thì cha mẹ là cây cao bóng cả và những cây bóng cả là phải là thánh cao thì là điểm tựa vững chắc là tế bào của cháu nhưng cũng là tế bào không là phúc đầy đơn đầy của gia đình. Thì hôm nay là nguyện vọng của tôi cũng như hai ông bà và cũng như hai họ ta thì mong sao gia đình sống gia hai họ hàng chúng ta càng ngồi gần lại gần nhau và hình dung xin cảm ơn. cũng đã trở thành các cụ xưa đã nói câu rồi, phải chín khôn thì chọn bánh chọn cành, gái ngoan thì chọn chú trai lành người thân. Nhưng hôm nay thì cháu con lớn đã trở thành nhưng mà về cũng biết đường làm ăn còn nhiều bỡ ngỡ, còn nhiều những sai sót. Thế thì hôm nay quay cháu ra làm dâu ở nhà bên này thì cũng mong là thứ nhất là hai gia đình ra cũng đã gần thì thực sự là hết sức thân thiết, gần gũi cùng nhau chung sức để dân dạy con cháu, hướng cho các cháu sau này cũng như tiến bước vào đời làm ăn cho nó chính đạt vững vàng. Trẻ đó cũng là cái niềm vui của hai gia đình và niềm vui của con cháu sau này. Thế để coi là qua cái việc hôm nay cũng rất xin cảm ơn mọi người trai, cảm ơn cụ và trai đã đón tiếp mọi người cái đó rất công trình hậu. Thay mặt mọi người gái cảm ơn mọi người trai và cũng mong rằng sự đoàn kết và coi chung đưa tay giúp sức của hai họ vun đắp cho hạnh phúc của hai cháu càng bền vững hơn. Quý vị khách quý, kính thưa các chú bác các chị gần xa cũng như các anh đại diện do chương trình được sửa tài trên chủ đề mời của chương trình. Các ông các bạn trong ngày vui hôm nay và xin trân trọng kính mời vài đại biểu hôm nay có dịp vụ của sáu nhà trình của Vinh Du
và xin chân thành phục vụ của tất cả các vị khách quý, các vị tình bạn trung giáo, đại diện các xin trân trọng kính mời các ông các bà các chú bác anh chị gần xa đã đến chung vui với gia đình để chúc mừng hạnh phúc cho mọi người và chú sẻ, thì cũng xin trân trọng kính mời các vị vào phòng trường trong cho mình một chỗ ngồi tốt đẹp của gia đình chúng tôi tiến hành tổ chức. Và các chị là mời của gia đình ngay lúc bây giờ cũng đã đến giờ mà gia đình chúng tôi tiến hành tổ chức lễ tân hôn để chúc mừng hạnh phúc cho đôi vợ trẻ, thì cũng xin trân trọng kính mời các ông các bà các chú bác anh chị gần xa đã đến chung vui với buổi tiệc cưới hôm nay, thì cũng xin trân trọng kính mời các vị vào phòng trường nha. Hai hò, hai đại diện, kính thưa các anh đại diện cho chính quyền địa phương sở tại, kính thưa các chú, các bác, anh, các chị, cũng như các bạn đang buổi tiệc của đôi vợ trẻ trong ngày vui hôm nay. Lời đầu tiên, tôi cũng xin đại diện cho dịch vụ của xác nhận thành phố Pleiku và xin đại diện cho hai bên gia đình xin chân thành cảm ơn cái sự quan tâm đặc biệt của tất cả các vị khách quý, cũng như các ông, các bà, các chú, bác, anh, chị gần xa đã dành riêng một thời gian quý báu đến chung vui với buổi tiệc tân hôn hôm nay, thì gia đình chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn cái sự quan tâm đặc biệt của quý vị. Và để tiến hành tổ chức hôn lễ hôm nay, tôi cũng xin đại diện cho hai bên gia đình và cũng xin đại diện cho người làm chương trình hôm nay xin tuyên bố buổi lễ tân hôn hôm nay của đôi vợ trẻ Thanh Sơn và Thu Hương. Xin quý vị các ông các bà đó cho xin một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Và để tiến hành tổ chức hôn lễ hôm nay, tôi cũng xin giới thiệu ông con trai và chú rể nắm tay nhau, dắt tay nhau, lại thành nỗi tình yêu để cả các bốn chào hai họ và tất cả các vị khách quý như các ông các bà trong ngày vui hôm nay. Xin quý vị hôn lễ thành nỗi tình yêu, tôi cũng xin mong chào pháo tay thật nồng nhiệt. Cô cha bà chú rể đã nắm tay nhau và giơ tay ngon để cho có tình yêu đi cùng đào nhau hai họ và tất cả các vị khách quý. Và để tiến hành tổ chức hôn lễ hôm nay, tôi cũng xin trân trọng giới thiệu đại diện hai bên gia đình của hai cháu trong ngày vui hôm nay. Xin mời đại diện bên gia đình họ nhà trai của chú rể Thanh Sơn và cũng xin mời đại diện bên gia đình họ nhà gái của cô dâu Thu Hương. Xin mời hai bên gia đình cùng lên tới và cô dâu và chú rể để chào bắt đón chào tất cả các vị khách quý. Xin mời hai bên gia đình. Dạ, con xin mời đại diện bên gia đình họ nhà gái của cô dâu Thu Hương. Xin các ông các bà cho hai bên gia đình chúng tôi một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Dạ, xin cảm ơn tất cả các vị. Kính thưa các ông các bà, các chú các bác, các anh các chị, tôi cũng xin trân trọng giới thiệu hai bên gia đình để quý vị khách quý cũng như các ông các bà tiện việc liên hệ. Và tôi cũng xin giới thiệu bên gia đình họ nhà trai của chú rể Thanh Sơn là con của ông Nguyễn Hữu Tạo và bà Trần Thị Phương, hiện bây giờ là cư trú ở thôn 1, xã Biên Hồ, thành phố Pleiku. Và tôi cũng xin giới thiệu với quý vị khách quý bên gia đình họ nhà gái của cô dâu Thu Hương là con của ông Nhữ Văn Tuy và bà Trần Thị Kiều, hiện bây giờ là cư trú thôn 3 đất Dôn đất Đoa, thành phố Gia Lai. Kính thưa quý vị, đó là hai bên gia đình mà tôi xin trân trọng giới thiệu với quý vị tiền viện liên hệ. Kính thưa quý vị, kính thưa các chú bác anh chị, trong quá trình cuộc sống và giữa Thanh Sơn và Thu Hương, hai người đã tìm hiểu yêu nhau và thương nhau cho đến ngày hôm nay cũng đã 9 người. Và có được sự giúp đỡ của hai bên gia đình cha mẹ và bốn bên nội ngoại, và có được sự cho phép của chính quyền địa phương sở tại và gia đình chúng tôi chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức cho buổi lễ tân hôn hôm nay, và nhằm ngày 31 tháng 5 năm 2010 và nhằm ngày 18 tháng 4 âm lịch. Và sự hiện diện đồng nghiệp của hai họ, hai bên gia đình và quý vị khách quý cũng như các ông các bà đã đến chung vui với buổi tiệc tân hôn hôm nay thật là đông đủ. Kính thưa quý vị, kính thưa các ông các bà, tôi mới nhận viên dây ngẫu thì trời đã định, chứ hạnh phúc ngày nay tổ quốc đắp xây, hạnh phúc non sông thì hạnh phúc nhà thắm tình hai họ đẹp lòng xuôi gia,
ta nói yêu nhau thì mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đều cũng qua. Sơn về thưa với mẹ cha, câu trầu cọc rượu, hai ta thành vợ chồng. Kính thưa quý vị, kính thưa các ông các bà, tôi xin trân trọng giới thiệu thân sinh của chú rể trong ngày cuối hôm nay, cũng có đôi lời phát biểu trong buổi hội hôm nay. Xin mời thân sinh của chú rể. Kính thưa các vị quý khách, kính thưa bà con cô bác láng giềng gần, kính thưa họ nhà trai, kính thưa họ nhà gái, hôm nay ngày lành tháng tốt mở màn khai trương trên đường khai quang hành trang vào hạnh phúc gia đình tổ ấm của chúng tôi. Hôm nay tôi rất chân thành cảm ơn các quý vị khách quý, cảm ơn hai họ và mẹ và hai cháu, lời chào thân ái và lòng nhiệt cuối cùng cho tôi gửi lời chúc bà con mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin chân thành. Dạ, cháu cũng xin đại diện cho người làm chương trình xin cảm ơn gia đình họ nhà trai cũng có đi lời phát biểu ý kiến hai trong buổi tiệc cưới hôm nay. Kính thưa quý vị, ta nói đồ đầy thì đồ phải song song, thu hương ngày nay con lớn lại đi lấy chồng. Tôi xin trân trọng giới thiệu đại diện bên gia đình họ nhà gái cũng có đi lời phát biểu trong buổi hội hôm nay. Xin mời đại diện bên gia đình họ nhà gái. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, thưa toàn thể hội hôn, hôm nay là ngày tốt, cũng như được gia đình nhà ông Chi, tôi xin thay mặt bác của cháu, xin được đại diện cho toàn thể gia đình hội nhà gái, hôm nay đưa cháu ra tổ chức lễ thành hôn, và coi là xin chào cháu về cho họ nhà trai. Chính thức hôm nay là tuần sau của họ nhà trai, và cũng xin thay mặt họ nhà gái, xin thay mặt tất cả và xin được cảm ơn các cô, các bà cùng toàn thể hội hôn hôm nay đến dự ngày vui của các cháu. Cũng xin coi là cảm ơn tất cả bạn bè, thanh niên nam nữ cùng toàn thể hội hôn, và xin chúc mừng toàn thể hội hôn một đời chúc sức khỏe, và xin chúc tất cả cùng nâng cốc mừng cho hạnh phúc của hai cháu. Dạ, cảm ơn nha, cảm ơn nha, đại diện bên gia đình họ nhà gái. Kính thưa quý vị, kính thưa các ông các bà, tôi nói ngày xưa thì hai đứa hay đường, chứ ngày hôm nay sơn hương lại đuổi chung giường chung dân. Kính thưa quý vị, kính thưa các ông các bà, các chú bác anh chị, trong quá trình mà hai đôi vợ trẻ để yêu nhau cho đến ngày hôm nay thì gia đình chúng tôi có tổ chức một bữa tiệc mạng và một đi bia để đáp lại cái sự đồng nhiệt của quý vị khách quý, cũng như họ nhà gái đã đưa dâu về đến họ nhà trai chúng tôi đúng giờ thì sự được sự thống nhất của hai bên gia đình. Và ngay bây giờ thì cũng xin mời cô dâu và chú rể Thanh Sơn và Thu Hương từ hai trai từ trên bên để biết ơn cái sự tinh thần của hai bên gia đình cha mẹ và bố bên đầu ngoài, cũng như các ông bà chú bác anh chị mà đã đến dự trong buổi lễ thăng hoa hôm nay. Và xin các ông các bà, các chú bác anh chị hứa mình sẽ có tình yêu cũng là cho thêm một chào và chú rể thêm một chào pháo tay á. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Dạ. Thank you.
đã đi đến bàn về trước cửa ngày hạnh phúc hôm nay. Kính thưa quý vị, theo sự mời của gia đình họ nhà ta, chúng tôi thì cũng xin mời hai bên gia đình, quý vị chân quý đang đi cảnh trái để chúc mừng hạnh phúc cho đôi vợ trẻ và đang buổi chuyện cả các bạn hôm nay thì anh em ban nhạc của số nhạc thành phố Pleiku có lòng ghép những bài ca chương trình để phục vụ với hai bên gia đình và các ông các bà. Và trong khi chờ đợi quý vị như các ông các bà, tôi xin đại diện cho ban nhạc của số nhạc thành phố Pleiku xin có vui với quý vị một ca khúc rất quen thuộc, đó là một ca khúc Thư Tình Túi Mùa Thu. Xin quý vị cho một tràng pháo tay.